Xin chào các bạn, mình là Lê Tý Mobile. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải phóng dung lượng trên iPhone không cần xóa dữ liệu. Thì khi hết dung lượng lưu trữ, iPhone sẽ hoạt động chậm chạp và không phản hồi lại các thao tác của người dùng. Hãy làm theo cách sau để khắc phục tình trạng trên nhé. Nhiều người thường chọn iPhone có bộ nhớ thấp để tiết kiệm cái chi phí. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng thì bộ nhớ sẽ báo đầy. Lúc này bạn sẽ không thể cài đặt ứng dụng, quay phim, chụp hình và máy bắt đầu chạy ì ạch vì không có chỗ lưu trữ các tập tin tạm. Thì để khắc phục, bạn có thể tải dữ liệu lên cái bộ lưu trữ đám mây. Ví dụ như đối với iPhone thì bạn có thể lưu ở trên phần iCloud ha. Nhưng mà iCloud chỉ cho bạn có 5GB miễn phí thôi. Cho nên nếu dữ liệu quá nhiều thì bạn có thể áp dụng những cái mẹo nhỏ sau đây để giải phóng dung lượng trên iPhone mà không cần phải xóa dữ liệu nha. Tính năng này được gọi là upload, giúp bạn lấy lại dung lượng lưu trữ trên iPhone chỉ với vài thao tác đơn giản thôi. Thì đầu tiên á, bạn hãy truy cập vào cái phần cài đặt và sau đó bạn vào phần cài đặt chung. Bạn vào phần dung lượng iPhone ha. Thì ở đây bạn sẽ nhìn những cái ứng dụng nào mà bạn ít sử dụng hoặc chiếm nhiều dung lượng. Thì sau đó bạn hãy bấm vào cái phần mà gỡ bỏ ứng dụng đi. Ví dụ như của mình đang là cái ứng dụng TikTok là đang chiếm 705 MB ha. Thì các bạn bấm vào cái dòng gỡ bỏ ứng dụng đi ha. Lưu ý khi các bạn bấm vào dòng gỡ bỏ ứng dụng này á, thì máy sẽ được giải phóng cái dung lượng mà ứng dụng sử dụng để cài đặt, nhưng mà vẫn giữ lại những tài liệu và dữ liệu của ứng dụng đó. Và khi bạn cài đặt lại ứng dụng, mọi thứ sẽ được tự động khôi phục nha. Cho nên bạn không phải lo là mình bị mất dữ liệu của ứng dụng đó. Thì mình hy vọng là với cái mẹo nhỏ này á, các bạn sẽ dễ dàng giải phóng dung lượng iPhone, giúp máy của bạn hoạt động mượt mà hơn mà không cần phải khôi phục lại cài đặt gốc ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.